Những thứ tiến bộ sẽ luôn thay thế những thứ cũ kỹ lạc hậu. Đấy là quy luật của sự phát triển. Ngày xưa loài người ở trong hang, bây giờ chúng ta ở trong thành phố. Ngày xưa loài người đánh nhau bằng gậy gộc, giờ chúng ta đánh nhau bằng cách hack nick Facebook. Nhưng quy luật của sự phát triển có phải lúc nào cũng đúng hay không? Liệu việc theo đuổi những giá trị hiện đại và chà đạp lên những giá trị văn hóa truyền thống để phát triển có thật sự là điều nên làm? Tôi nghĩ các bạn sẽ tự có câu trả lời cho mình sau khi lắng nghe câu chuyện của tôi về Samurai cuối cùng, Weebu đầu tiên. Tên tôi là Nathan Algren, tôi từng là đại úy của quân đội Hoa Kỳ, nhưng đã giải ngũ. Bây giờ, để kiếm sống, tôi phải là một streamer bán súng. Bạn của tôi chỉ có whisky và bệnh tự kỷ. Một ngày em Nathan cần trung bình 30 khẩu súng. Đại tá Tạc Giang vừa gọi, hắn có một cái deal này khá là ngon. Vì thế thằng nào có tiền? Tôi biết là anh hận hắn, nhưng mà cái deal này ngon thật. Đại tá Tắc Răng là ai? Hắn từng là cấp trên của tôi và là kẻ đáng chết nhất từng tồn tại. Hắn từng ra lệnh nổ súng vào một ngôi làng da đỏ. Bất chấp sự can ngăn của tôi, hắn đã triệt hạ toàn bộ ngôi làng. Nhiều ngôi làng, trẻ không tha, già không thương, giờ dở ương ương cũng không ngoại lệ. Đó không phải là chiến tranh, đó là diệt chủng. Và điều tệ nhất là tôi lại được vinh danh vì là một phần của sự nhơ bẩn đó. Einstein đưa tôi đến một nhà hàng sang trọng, nơi Tắc Răng đang chờ sẵn cùng với hai gã người Nhật. Nhưng chỉ có một gã mà các bạn cần quan tâm thôi, đó là thằng cha dâu quan này, vì hắn là người kêu đại tá Tắc Răng gọi tôi tới. Câu chuyện là Nhật Bản lúc này đang lên đời, nên là hoàng đế Nhật Bản muốn thuê người Tây để làm chuyên gia quân sự nâng cao quân đội. Hắn chọn tôi vì tôi có kinh nghiệm đồ sát người da đỏ, mà dâu quan thì lại cần rèn binh chống lại lũ samurai, những kẻ mà trong mắt hắn thì cũng như người da đỏ nhưng mà da vàng. Mức lương mà hắn đề xuất thì khá là đáng cân nhắc, lại còn đi kèm bảo hiểm xã hội. Lúc này tôi chỉ cười hành hạch và lên tàu đến Nhật Bản. Trên tàu tôi đánh giá là khá bình yên, trừ việc những cơn ác mộng về việc đồi sát người da đỏ vẫn đang ám ảnh tôi. Ở Nhật, tôi được đón bởi đôi chùn. Đôi chùn sống ở Nhật lâu năm, từng là công sứ Anh Quốc nhưng bị cách chức vì EQ thấp. Anh ta đưa tôi đi gặp hoàng đế. Hoàng đế còn trẻ và muốn cách tân cải tổ đất nước, nhưng các samurai thì không thích bởi vì họ đang chiêu. Thế là mâu thuẫn xảy ra. Tôi nhanh chóng nhận việc, nhưng mà đời không như mơ. Công việc này lương cao nhưng mà không nhẹ, vì đội quân mà tôi phải huấn luyện toàn là nông dân. Thứ họ quen thấy và quan tâm không phải là giá súng mà là giá gạo. Mặc dù có Einstein và tôi huấn luyện, nhưng mà để đưa họ vào kỷ luật và nếp sống nhà binh thì phải tốn thời gian. Cùng hỗ trợ tôi và Einstein là một viên tướng người Nhật, đầu bạc. Đầu bạc cũng là một samurai. Ông ta giới thiệu cho tôi về kẻ thù mà tôi phải đối đầu, Katsumoto, một cựu chiến hữu samurai từng kề vai với đầu bạc. Và không như các samurai khác, ông ta tôn thờ giá trị truyền thống, yêu ái những thanh katana và bài trừ súng ống. Theo lời đuôi chùn, Katsumoto nổi loạn không phải để chống lại thiên hoàng, mà là để bảo vệ. Một ngày nọ, khi đang huấn luyện cho những người lính, đại tá Tạc Sang cùng dâu xoăn xuất hiện, yêu cầu tôi dẫn quân ra trận tấn công Katsumoto. Tôi không đồng ý, vì đội quân này chỉ là một lũ ô hợp vừa cầm súng được vài hôm, họ chưa sẵn sàng để ra trận. Anh kia, anh bắn tôi xem nào. Họ chưa sẵn sàng để đối mặt với cái chết. Anh bắn tôi hoặc là tôi bắn anh. Cái đám này rõ ràng ra trận thì chỉ có một kết cục đang chờ đợi họ, và đó là cái chết. Đúng như tôi đoán, sự hấp tấp và bệnh thành tích của Tạc Giang đã hại chết chúng tôi. Einstein đang chiến đấu cũng bị xiên que, tôi cũng bị đánh bật khỏi ngựa và bị bao vây. Tôi bắt đầu dễ chết, giật cái cờ lên khiêu vũ giữa lòng địch. Tôi biết số phận của tôi đã định. Gã samurai vừa kết liễu Einstein chạy tới tôi. Tôi lấy chút sức để phòng thủ nhưng vẫn nằm sân. Nhưng khoảnh khắc hắn định kết liễu tôi vớ đại cái que rồi lật kèo. Coi như là tôi thắng trận tay đôi danh dự trước khi chết. Nhưng mà lạ thay, đám samurai lại không giết tôi, mà chỉ sai người bắt tôi lại mang đi. Nửa tỉnh nửa mê trên lưng ngựa, tôi chỉ loáng thoáng thấy đầu bạc tự mổ bụng và bị chặt đầu. Rồi tôi bị mang vào sâu trong núi, tới một nơi cách xa nền văn minh, một ngôi làng cổ không có chút nét tân thời nào. Rồi tôi bị giải tới trước mặt Katsumoto, nhưng mà tên này không có tóc, tôi sẽ gọi là Chọc Ca. Chọc Ca hỏi tên tôi bằng tiếng Anh, tôi không trả lời. Thằng cha Gia Sua xuất hiện, vung kiếm giằn mặt, nhưng tôi còn chả thèm chớp mắt. Chọc Ca thấy vậy thì bảo Gia Sua để tôi yên và giải thích bằng tiếng Anh rất sõi rằng ông ta có một chiếc tai nghe One Audio Pro C, headphone không dây chất âm hay nhất tầm giá dưới 1 triệu đồng, với chuẩn Hi-Res cho âm trường rộng, nhịp bass sống động, thiết kế trẻ trung với hai màu đen và bạc champagne. Đeo lên nhìn samurai thì thôi rồi, thời lượng pin lên đến 110 tiếng, sạc một lần đủ nghe tận 2 tuần, và đương nhiên là hàng chính hãng bảo hành đầy đủ 12 tháng, dành riêng cho người xem hệ thống kênh The Reviewer. Khi mua tai nghe còn được tặng loa chính hãng trị giá 299k. Tôi nên mua và bạn cũng vậy. Đại khái là giờ tôi là tù binh và đừng nghĩ tới việc mà trốn đi. Tôi cũng chả đủ sức để mà trốn. Trong cơn mê man, tôi nhìn thấy một người phụ nữ chăm sóc cho mình. Rồi lúc khác tôi lại lờ mờ thấy một đứa trẻ con. Cứ thế, tôi chỉ nửa mê nửa tỉnh và ký ức lại dày vò hành hạ tôi, khiến tôi gào thét để xin chút rượu uống. Một chén không đủ nên tôi tu cả bình. Người phụ nữ đành phải cho tôi cai rượu bắt buộc, và nó khiến tôi ngày càng tồi tệ hơn. Tôi gào rú trong cơn điên loạn, nhưng mà gào chán chả ai khe, và nhờ thế mà tôi cai được rượu và dần bình thường trở lại. Giờ thì tôi đã có thể lò dò đi quanh làng, nhưng phải với sự tháp tùng của một samurai tốt nghiệp từ trường Nguyễn Đình Chiểu. Ông ta chẳng chịu nói gì với tôi nên tôi quyết định gọi ông là Bob. Tôi cùng Bob đi quanh làng tham quan khắp nơi. Bob đưa tôi đến một ngôi chùa lớn.
nơi Chọc Ca đang ngồi chờ tôi. Chọc Ca là người Nhật nhưng mà nói tiếng Anh sõi hơn người bản xứ. Chọc Ca bảo rằng để tôi sống để ông ta rèn tiếng Anh và để ông ta tìm hiểu kẻ thù. Nhưng tôi vạc lại là không phải chỗ các ông toàn bắt kẻ thù tự sát à? Chọc Ca bảo không không, we don't do that here. Đấy là nghi lễ cao quý của các samurai. Đầu bạc tự sát vì ổng thua trận và việc được chặt đầu giúp ông là một vinh dự. Chọc Ca cũng giải thích với tôi rằng samurai là các võ sĩ đạo, những chiến binh nguyện bảo vệ thiên hoàng suốt hàng ngàn năm lịch sử. Dù rằng là giờ cái truyền thống đó đang mai một dần. Chọc Ca cũng nói thêm, samurai bị tôi xiên vào cổ bằng cán cờ chính là em rể của Chọc Ca, và người phụ nữ đã chăm sóc tôi là em gái của Chọc Ca, là waifu, vợ của ông đã chết. Khi tôi quay lại ngôi nhà thì gặp Đuôi Gà, con trai của Chọc Ca. Đuôi Gà đưa tôi vào ăn cơm với waifu và hai đứa trẻ. Waifu hành xử với tôi hơi miễn cưỡng, có lẽ là vì tôi đẹp trai. Vì không có sự lựa chọn nên là tôi bắt đầu sống ở đây. Rồi tôi lại đi tham quan, thấy hai đứa con của waifu đang tập kiếm. Một đứa đánh rơi kiếm, tôi nhặt lên trả lại, nhưng mà thằng nhỏ rụt rè lùi bước. Đuôi Gà bảo tôi thử đấu với lũ nhỏ xem, và tôi làm thử thật, nhưng mà không làm chúng đau. Đúng lúc đấy thì Yasuo đi ngang qua, chả hiểu sao lại tỏ ra tức giận. Hắn cứ hét lên cái gì đó bằng tiếng Nhật. Tôi tưởng là hắn đòi đánh nhau, nên là tôi giao lưu với hắn. Thế là hắn của tôi lìa lịa, khả năng kiếm thuật của tôi chịu thua, nhưng tinh thần của tôi thì không. Cơ mà hắn chọc quy rát quá, nên là cuối cùng tôi cũng nằm hít đất. Còn Yasuo thì bỏ đi không lời hỏi thăm. Những ngày tiếp theo, tôi cố thích nghi với cuộc sống mới. Thích nghi với Bob, người luôn giữ im lặng không nói lời nào. Thích nghi với những buổi rèn tiếng Anh của Chọc Ca. Trái ngược với tôi, người luôn căm ghét quá khứ trong quân đội của mình. Chọc Ca tỏ vẻ tôn sùng những chiến binh và thích thú khi mà nghe về tên sếp cũ của tôi, Custer, về chiến tích giết 200 người da đỏ của hắn. Chọc Ca coi hắn là một chiến binh và tôn trọng hắn. Tôi thì lại cho rằng Custer chỉ đưa lính của mình vào chỗ chết. Chọc Ca lại cho rằng đó là những cái chết đẹp. Và cũng ổn thôi, nếu chính ông ta cũng có một cái chết như thế. Chọc Ca còn bảo là đến mùa xuân thì tôi sẽ được phóng thích, bởi vì tầm này thì tuyết còn đang giăng khắp lối, không đi được. Bất lực, tôi đành phải tiếp tục ở đây. Nhưng mà kỳ lạ là cái chốn kỳ lạ này, những con người kỳ lạ này lại có một sức hút kỳ lạ. Họ có truyền thống cho mọi thứ, viết chữ, uống trà, bắn cung, đấu kiếm. Họ dành tâm huyết cho mọi việc họ làm, không như tôi, bị sao nhãng bởi nhiều thứ. Tôi bắt đầu học kiếm đạo cùng Yasuo, học cách bày tỏ sự tôn trọng, học cách ăn bằng đũa như người Nhật, và làm Đuôi Gà cảm thấy hứng thú. Nhìn đi này, tao vừa dạy thằng Tây cầm đũa này. Chắc là nó nói thế. Có điều waifu vẫn nhìn tôi không thoải mái. Sau đó tôi được biết rằng waifu đã xin Chọc Ca tự sát vì không thể chịu nổi mối nhục ở với kẻ giết chồng mình. Nhưng Chọc Ca từ chối waifu vì chồng cô đã giết tôi trước, nên đó chính là nghiệp quả mà anh ta phải gánh chịu. Và waifu bèn miễn cưỡng chấp nhận. Mùa đông đến, tôi vẫn băn khoăn trở thành một samurai có nghĩa là gì? Là một nghĩa vụ, quyền lợi hay là một mục tiêu đạo đức? Sống cùng với họ, tôi dường như cảm nhận được cái sự giác ngộ trong mỗi hành động. Họ giống như là những nhà sư, nhưng tu hành trong nguyên tắc võ sĩ đạo và kiếm thuật. Sau đó tôi bắt đầu học tiếng Nhật cùng với con trai lớn của waifu. Mỗi lần thấy waifu bê nặng, tôi liền chạy ra đỡ, dù cô từ chối. Sau đó tôi cũng đã nói lời xin lỗi với cô bằng tiếng Nhật. Dù là những âm thanh hơi bập bẹ, nhưng mà thái độ của cô cũng đã dịu bớt. Cũng có thể do tôi đẹp trai. Tuyết tan, tôi đã hòa đồng cùng mọi người. Những giấc ngủ ngon đã tìm được đường về với tôi. Tôi cũng học được một hai điều về kiếm thuật, đủ để thi thoảng cầm hòa với Yasuo và giành được sự công nhận của anh ta. Một buổi tối nọ, trong khi đang giải trí với thách thức danh hài kiểu Nhật cùng với sự tham gia mặn chát của Chọc Ca, thì bỗng tôi thấy trên mái nhà có bóng người lấp ló. Thì ra là một đám anh em làng lá tới để ám sát Chọc Ca. Hỗn chiến nổ ra, tôi đành phải vớ tạm con katana gần đó, song kiếm hợp bích cùng Chọc Ca, chiến đấu cùng các samurai trong làng và sống sót. Thế rồi mùa xuân cũng đến, Chọc Ca và tôi đứng chiêu bên rừng anh đào nở. Ông hỏi tôi về những cơn ác mộng, tôi cho rằng người lính nào cũng thế, nhưng Chọc Ca cho rằng chỉ người lính nào hổ thẹn với việc mình làm mới thế. Cái được mẹ. Nhưng ông cũng không phán xét tôi, mà chỉ nói rằng là ông cũng giống tôi. Nhưng khi nhìn vào những cây hoa anh đào, ông nhận ra rằng đó là những định mệnh cần phải vượt qua, và hãy để nó trở thành mục tiêu để tiến lên, chứ không phải là biến nó thành nỗi dày vò. Đó chính là con đường của võ sĩ đạo. Tôi chưa kịp thấm những lời Chọc Ca nói thì Chọc Ca thông báo rằng thiên hoàng đã gọi ông đến kinh đô. Ông sẽ đối mặt với người và trao trả lại tôi như một tù binh. Khi đó chúng tôi sẽ lại là kẻ thù. Tôi chào từ biệt waifu, người đã chăm sóc tôi bấy lâu, rồi cùng Chọc Ca và anh em lên đường đến kinh đô. Yasuo trả đồ cho tôi, Chọc Ca cúi đầu đi tiếp. Tôi quay trở lại trại quân sự Nhật Bản, lúc này đã thay đổi thành trại quân sự Nhật Tân, vì tất cả đều hiện đại hóa theo kiểu phương Tây. Đại bác kiểu phương Tây, quân đội kiểu phương Tây, trừ khuôn mặt là người Nhật thì cái gì cũng Tây. Thứ duy nhất không thay đổi là đại tá Tạc Răng luôn mồm flex việc thiên hoàng đã ký hiệp định giao thương để văn minh Merica đẩy lùi lũ mọi rợ. Tôi gặp lại Dâu Xoăn, người đang dần có địa vị chính trị hơn nhờ làm cầu nối giúp Nhật Bản hiện đại hóa. Dâu Xoăn vồn vã hỏi tôi, chú ở lâu vậy có biết tình hình của mấy thằng samurai đó không? Thả chết em cũng chả khai rằng đám đó chỉ dùng cung với kiếm đâu. Nói chung thì Dâu Xoăn cũng thừa nhận là đại tá Tạc Răng đã sai
khi mà vội vã tấn công Chọc Ca khi đó. Nhưng giờ hắn tự tin là quân đội đế quốc đã đủ hiện đại để tận diệt đám samurai đại diện cho sự lạc hậu. Dâu San muốn tôi chỉ huy quân đội thay đại tá Tạc Răng và lại hứa hẹn một mức lương cao chót vót, nhưng mà tôi từ chối. Dâu San sau đó thông qua đạo luật bài trừ samurai hiệu lực ngay lập tức, khiến đôi gà gặp rắc rối với đám cảnh sát. Chúng sấn tới, cắt búi tóc của đôi gà, bảo là làm quả undercut cho đẹp dai. Cậu chỉ biết bất lực gào thét Yamete khi nhìn lòng tự trọng của mình bị chúng xúc phạm. Tôi đưa đôi gà về và sắp xếp hành lý chuẩn bị rời khỏi Nhật. Đại tá Tạc Giang đến ngồi làm nhảm, nhưng mà tôi éo khe đến khi mà hắn ta nói rằng Chọc Ca đã bị bắt bởi quyền lực của Dâu Xoăn quá lớn và hoàng đế không dám bảo vệ Chọc Ca, khả năng là ông sẽ bị giết tối nay. Tôi bèn quyết định sẽ cùng mọi người đi cứu Chọc Ca. Nhờ sự giúp đỡ của đôi chùn, tôi và các anh em thuận lợi lọt vào nơi giam giữ. Tôi gặp lại Chọc Ca và hạ gục hết đám tay chân của Dâu Xoăn bố trí. Nhưng khi chuẩn bị đưa Chọc Ca ra ngoài, kẻ địch phát hiện, chúng rút súng bắn như điên. Những người bên ngoài dùng cung bắn yểm hộ để chúng tôi chạy ra. Mọi người đều thoát ra thuận lợi, nhưng mà khi đôi gà rút lui thì chúng đạn. Chọc Ca không đành lòng bỏ con trai lại, nhưng đôi gà xin cha được ở lại để quyết tử. Cậu cố bắn chặn lũ lính và khi hết tên thì cậu rút kiếm ra và cậu chết một cái chết đẹp. Chúng tôi quay lại làng trong không khí trầm buồn. Chọc Ca nói rằng hoàng đế sẽ cho quân đội đến đây sớm, mọi thứ sẽ kết thúc. Ông hổ thẹn vì đã phụ lòng tổ tiên, những người đã thề trung thành với hoàng đế. Tôi an ủi Chọc Ca rằng thay vì tự sát trong hổ thẹn, hãy chết trong lưỡi kiếm của kẻ thù. Khi trở về ngôi làng, tôi ngồi tâm sự với waifu về cái chết của đôi gà. Tôi đã quyết định sẽ chiến đấu cùng các samurai vì người ta đang đến để hủy diệt những gì mà tôi yêu thương. Dù biết chống lại quân triều đình với trang thiết bị hiện đại thì đúng là nhiệm vụ bất khả thi, nhưng mà tôi vẫn kể cho Chọc Ca về câu chuyện của 300 lính Spartan đã chặn đứng cuộc tấn công của 1 triệu quân Ba Tư. Và tôi vạch ra một kế hoạch để mà các samurai đánh nhau bằng thế mạnh của mình. Thế rồi chúng tôi chuẩn bị cho trận chiến, làm tên, tập kiếm, rèn binh khí. Dù biết là vô vọng nhưng không ai tỏ ra rệu rã bỏ cuộc. Tất cả đều sẵn sàng trạng thái chiến đấu. Trước khi bắt đầu trận chiến, waifu gọi tôi lại và mong muốn tôi mặc bộ giáp của chồng cô ấy. Tự tay waifu mặc giáp cho tôi. Chúng tôi ôm nhau và hôn nhau rất lâu. Thế rồi tôi tập hợp cùng các anh em đồng chí. Yasuo thấy tôi mặc bộ giáp thì không hề tỏ ra giận dữ mà còn căn chỉnh lại cho tôi. Chọc Ca tặng tôi một cái kiếm với một dòng chữ dành riêng cho tôi. Thế rồi chúng tôi rút kiếm ăn thề, ai cũng ở trong trạng thái tinh thần cao nhất. Chúng tôi tiến ra chiến trường đối mặt với kẻ thù và gặp mặt các chỉ huy đầu tiên. Dâu Xoăn nhìn đều Chọc Ca, nhưng Chọc Ca còn chả thèm liếc hắn một cái. Đại tá Tạc Sang thì nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi hắn hất hàm bảo: "Thằng quý bú rách, thế là đánh nhau rồi." Kẻ địch cậy có đại bác, bắt đầu bắn xối xả về phía chúng tôi. Chúng tôi bỏ chạy, mẹ samurai phết. Dâu Xoăn hả hê, điều bộ binh dí theo sát nút, đám bộ binh địch dí sát theo chúng tôi, nã đạn tới tấp, nhưng tôi biết chúng sắp phải thay đạn. Chúng tôi bắn tên lửa với những quả cầu dầu, chia cắt các toán quân địch chết cháy còn chưa kịp hoảng loạn thì đã tiếp tục bị chúng tôi bắn tên tiêu diệt thêm một mớ nữa. Khi chuẩn bị xông lên, Chọc Ca hỏi tôi số phận của những chiến binh Spartan sau đó ra sao đấy, họ vẫn sống trong lòng người hâm mộ. Sau đó tôi và các anh em bắt đầu lao lên, từng người một dần ngã xuống, trong đó có cả Bob, người lao ra để che đạn cho tôi. Lực lượng của chúng tôi dần chỉ còn hơn 40 người có thể chiến đấu, nên chúng tôi quyết định tấn công cho nó bất ngờ. Yasuo bị bắn cho bụng như cái bình tới nước, vẫn cố leo lên ngựa để làm nốt trận cuối. Chúng tôi bắt đầu cưỡi ngựa xông ra. Trước sự bất ngờ của kẻ địch, Dâu Xoăn ra lệnh quân đội cản chúng tôi bằng được. Đại tá Thạc Sang lên trước để chỉ huy đám bộ binh. Cứ thế, chúng tôi cưỡi ngựa leo thẳng vào đội hình dày như nêm của kẻ địch. Và những phát đạn đại bác lại nổ ra khắp nơi, nhưng không một ai lùi bước hay bỏ chạy. Yasuo đã ngã xuống cũng không buông cây kiếm. Đại tá Thạc Sang rút súng ra bắn trúng Chọc Ca. Tôi phi thanh kiếm vào hắn và làm được điều mà tôi ao ước bấy lâu. Chúng tôi đâm xuyên qua hàng bộ binh của địch, lao thẳng về phía Dâu Xoăn khiến hắn té đái. Giờ thì chẳng còn gì ngăn cản được chúng tôi, bởi tinh thần đồng đội và sức mạnh tình bạn là vô địch. Đây là chiến trường, không phải là phòng chơi dao. Dưới họng Gatling, chúng sinh bình đẳng và chúng tôi không ai còn khả năng tiến lên. Chỉ còn tôi và Chọc Ca vẫn đang thoi thóp. Chọc Ca xin tôi giúp ông giải thoát, bởi vì tôi đã lấy được danh dự của mình nên hãy để ông có được điều đó. Tôi ôm lấy Chọc Ca và rút dao ra đâm ông. Ông nhìn những cây anh đào phía sau, làm nốt câu thơ haiku còn đang dang dở, rồi ra đi với một nụ cười nhẹ nhàng. Những người lính xung quanh tiến lại, họ không cố giết tôi mà họ bỏ mũ xuống và quỳ xuống kính cẩn tiễn đưa vị samurai cuối cùng. Sau đó, tôi xin gặp mặt hoàng đế ngay khi chuẩn bị nghi lễ tiếp nhận hiệp định giao thương với người Mỹ. Tôi đưa hoàng đế thanh kiếm của Chọc Ca để hoàn thành điều dang dở mà ông chưa làm được. Dâu Xoăn tỏ ra tức giận và cho rằng Chọc Ca là tên phản loạn, nhưng hoàng đế đã không còn yếu đuối nữa. Người đã tuyên bố rằng dù Nhật Bản có đi tới thời đại văn minh, dù đời sống người dân phát triển, đất nước có hùng cường thì cũng không được phép quên chúng ta là ai và đến từ đâu. Dâu Xoăn bị tịch thu hết tài sản và địa vị. Ông ta định phản kháng nhưng bị hoàng đế khóa mõm, nói rằng nếu ông ta thật lòng vì nước vì dân thì hoàng đế sẽ đưa cho ông ta thanh kiếm này. Sau đó, hoàng đế yêu cầu tôi kể về Chọc Ca, rằng ông ấy đã chết như thế nào. Nhưng tôi đã kể với hoàng đế rằng Chọc Ca đã sống như thế nào. Sau cùng thì mọi chuyện cũng kết thúc, nhưng tôi không trở về Mỹ nữa. Tôi dắt ngựa trở về ngôi làng của Chọc Ca, mang theo thanh kiếm của mình, gặp lại waifu và những đứa trẻ và thay đổi mã gen ngôi làng này.